Hơn 4.800 con bò sữa đang đem đến cho người nông dân ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc nguồn thu nhập ổn định và đáng kể. Nhưng cho đến nay thì số lượng bò sữa nuôi trong dân là quá lớn và thực tế trên 90% số chuồng trại nuôi bò sữa nằm trong các hộ dân. Nước thải, phân bò xả trực tiếp ra hệ thống cống rãnh của xã và dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng. Kinh tế của người dân đi lên là điều không thể phủ nhận, nhưng mà Vĩnh Thịnh lại đang loay hoay với bài toán về môi trường. Với 5 con bò cho nguồn thu bình quân 20 đến 30 triệu đồng một tháng, từ ngày nuôi bò sữa, gia đình ông Nguyễn Văn Đức ở Vĩnh Thịnh bớt khó khăn, cuộc sống ổn định. Thế nhưng cũng giống như nhiều hộ dân ở đây, chuồng bò của gia đình ông được dựng ngay trong khuôn viên nhà ở. Từ ngày có bò sữa, gia đình chúng tôi đã thu nhập ổn định. So với trồng lúa, với trồng ngô là phải gấp 5 đến 10 lần so với thu nhập những cái khác. Việc phân thì đưa tất ra bãi, lại đưa vào ruộng cỏ. Còn gia đình cũng bắt đầu từ ngày nuôi bò là đào bị hầm bioga, xử lý qua hầm bioga hết. Vừa tiết kiệm lấy cái nhiên liệu để nấu, vừa để nó bảo đảm cái vệ sinh môi trường. Người dân thì cho rằng việc nuôi bò tại nhà không ảnh hưởng gì đến môi trường. Tuy nhiên, đây là hệ lụy thực tế của việc chăn nuôi bò ngay tại khu dân cư. Những con mương được gọi là mương phân bò, nước đen xì, bốc mùi hôi thối xuất hiện tại bất cứ thôn nào trong xã Vĩnh Thịnh. Trung bình mỗi con bò sữa trưởng thành, mỗi ngày thải 25 đến 30 kg phân, 30 đến 35 lít nước tiểu và một lượng đáng kể nước rửa chuồng trại. Với quy mô đàn bò của xã như hiện nay, mỗi ngày có đến 275 tấn chất thải thải ra môi trường. Đảng ủy, ủy ban xã đã có rất nhiều cái đề án là đưa vận động các dân, hộ dân có hộ có bò sữa ra có đất của mình ở ngoài cánh đồng để làm trang trại, đưa cái đàn bò ra ngoài khu dân cư. Nhưng quá trình triển khai thực hiện thì người dân cũng là chưa đồng tình ủng hộ. Thì năm 2016 thì qua cái tỷ lệ ăn bò nó tăng lên thì cái sự ô nhiễm môi trường thì nó cũng lớn lên theo. Thì Đảng ủy, Ủy ban xã cũng đề nghị huyện và tỉnh có cái cơ chế để tháo gỡ cái môi trường cho bà con nông dân. Đề án xây dựng khu chăn nuôi bò tập trung đã có từ năm 2007 nhưng vấp phải sự phản đối của người nuôi bò. Xã Vĩnh Thịnh cũng như huyện Vĩnh Tường dường như không có động thái để tháo gỡ quyết liệt. Đàn bò thì ngày một tăng lên, ô nhiễm ngày một trầm trọng thêm.